Sư Minh Tuệ ngồi gốc cây đa, còn thầy Quang ngồi máy điều hòa. Sư Minh Tuệ ngày ăn một bữa, sư Quang thì đói bụng là ăn. Sư Minh Tuệ buông bỏ sân si, còn thầy Quang vẫn cứ chai lì. Sư Minh Tuệ thì phi không có, chân Quang thì chất đầy một khó. Sư Minh Tuệ bữa đói bữa no, còn thầy Quang ăn uống xin xò. Sư Minh Tuệ là sư nghèo nhất, chân Quang thì lắm tiền nhà xe. Sư Minh Tuệ tu đức tu tâm, để ngày sau cứu thế độ đời. Chân Quang thì thầy tu là lắm, chẳng độ đời chỉ đợi độ thôi. Sư Minh Tuệ thì thích phong sương, còn thầy Quang thì thích cung giường. Sư Minh Tuệ người thương vô số, chân Quang thì trái ngược lòng dân. Hỏi trên thế gian người nào qua được pháp Đầu Đà, đâu phải là tự nhiên ba tánh. Xem Sư Tuệ như là Phật sống, tu đức tu tâm để ngày sau cứu thế độ đời. Chân Quang thì thầy tu là lắm, chẳng độ đời chỉ đợi độ thôi. Sư Minh Tuệ thì thích phong sương, còn thầy Quang thì thích cung giường. Sư Minh Tuệ người thương vô số, chân Quang thì trái ngược lòng dân. Hỏi trên thế gian người nào qua được pháp Đầu Đà, đâu phải là tự nhiên ba tánh. Xem Sư Tuệ như là Phật sống. Đâu phải là tự nhiên ba tánh, xem Sư Tuệ như là Phật sống.